Vua của các loại quả khô ăn sống bổ thận, ăn chín bổ tỳ, còn là khắc tinh của ung thư, giảm cholesterol hiệu quả. Theo Đông y, loại hạt này được mệnh danh là vua của các loại quả khô vì giúp lợi khí, nâng cao sức khỏe lá lách, bổ thận và tăng cường thể chất. Trong cuốn dược liệu bản thảo có ghi, hạt rẻ có vị ngọt tính ấm, có thể vào tỳ, vị và kinh mạch thận, trợ giúp quá trình chuyển hóa chất béo, đồng thời có công năng dưỡng khí, kiện tỳ ích vị, bồi bổ cơ thể, đặc biệt là đường tiêu hóa. Chính vì thế, tuy ít được quan tâm so với các loại hạt khác như hạt óc chó, hạt bí, hạt hướng dương. Nhưng thực tế, hạt rẻ lại được mệnh danh là vua của các loại quả khô. Hạt rẻ có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều chất dinh dưỡng phong phú như protein, carbon hydrate, chất béo cũng như khoáng chất, vitamin C. Hạt rẻ chữa thận yếu, bồi bổ chân tay, kích thích thận khí, bồi bổ ruột và dạ dày. Hạt rẻ rất giàu kali, cũng như chất béo không bão hòa, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác cũng có lợi trong việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch như tăng huyết áp và sơ cứng động mạch. Hạt rẻ có thể làm ấm, nuôi dưỡng lá lách, tăng cường sinh lực của thận và cơ bắp, đồng thời có thể giảm đau nhức ở thắt lưng và đầu gối một cách hiệu quả. Ăn hạt rẻ với số lượng vừa đủ một cách thường xuyên có thể đem lại tác dụng hữu ích cho sức khỏe của chúng ta. Cụ thể, dưới đây là những lợi ích tuyệt vời từ hạt rẻ cho sức khỏe tổng thể theo Nature Journal. Giá trị dinh dưỡng tuyệt vời của hạt rẻ, chất chống oxy hóa, ngừa ung thư tuyệt vời. Hạt rẻ giàu chất chống oxy hóa giúp chống lão hóa da và cơ quan nội tạng. Chất chống oxy hóa có lợi vì chúng tiêu diệt các gốc tự do trên da và trong cơ thể. Hoạt động chất chống oxy hóa của hạt rẻ cũng giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính như ung thư. Một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên chuyên sàn BioScience, Biotechnology and Biochemistry cho thấy chiết xuất từ hoa hạt rẻ thể hiện đặc tính chống oxy hóa và chống tạo hắc tố mạnh giúp kiểm soát nguy cơ ung thư, giữ nước cho cơ thể. Hạt rẻ có sự hiện diện của lượng kali và natri do đó giúp điều chỉnh cơ thể giữ nước, ổn định năng lượng. Trung bình hạt rẻ chứa 76 gram carbon hydrat và 3 gram chất béo. Carbon hydrat là chất quan trọng để cung cấp năng lượng cho cơ thể và giúp ích cho chức năng hệ thần kinh. Ngăn chặn thiếu máu. Bệnh thiếu máu thường xảy ra do thiếu sắt. Hạt rẻ rất hiệu quả trong việc làm giảm nguy cơ thiếu máu vì sự hiện diện của sắt và đồng trong hạt rẻ. Xương khỏe mạnh. Đồng là một chất khoáng giúp nâng cao sức mạnh của xương, giúp hình thành hồng cầu và chức năng thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch, trợ giúp hình thành hồng cầu. Hạt rẻ cũng giàu axit folic. Để hình thành hồng cầu và tổng hợp DNA, axit folic là rất cần thiết cho cơ thể. Tiêu thụ một ít hạt rẻ mỗi ngày sẽ cung cấp axit folic cần thiết cho sự hình thành của hồng cầu. Giảm căng thẳng Hạt rẻ có thể giúp giảm bớt căng thẳng nhờ sự hiện diện của chất chống xét. Kali có trong hạt rẻ giúp cơ thể kiểm soát và giữ mức huyết áp bình thường, góp phần nâng cao sức khỏe tim mạch tốt hơn mỗi ngày, tốt cho sức khỏe tim. Giàu chất dinh dưỡng, chất béo và chất chống oxy hóa mạnh, hạt rẻ bảo vệ cơ thể khỏi bệnh mãn tính liên quan đến tim. Do sự hiện diện của các axit béo omega 3, hạt rẻ hiệu quả trong việc làm giảm chi và làm giảm nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể, chống nhiễm khuẩn. Hạt rẻ có chứa nhiều vitamin C có tác dụng phòng ngừa và trị bệnh loãng xương, gân cốt đau nhức, chứng mệt mỏi. Ngoài ra, vitamin C còn có tác dụng không nhỏ trong việc phòng chống lão hóa, tăng sức đề kháng chống lại các tác nhân truyền nhiễm và loại bỏ các gốc tự do gây ung thư trong cơ thể. Lưu ý khi chọn hạt rẻ tươi ngon, kẹp vỏ, dùng tay nhéo nhẹ vỏ hạt rẻ, nếu mặt ngoài tương đối cứng nghĩa là quả đã già, nếu không thì quả bị teo lại người dùng mũi người hạt rẻ tươi vào mùa sẽ có mùi nồng đậm không hăng nếu ngâm vào lọ thuốc sẽ có mùi thuốc thoang thoảng nhìn vào hình dạng hạt rẻ nên có một mặt bán nguyệt một mặt dẹt thông thường hạt rẻ có hình dạng này thì gần vỏ có đủ ánh nắng nên ngọt hơn nhìn vào màu sắc hạt rẻ có màu giống sô cô la có thể là hạt già nên chọn hạt rẻ có vỏ màu nâu đỏ tươi trên bề mặt có vài sợi lông nhỏ mịn để chất lượng tốt hơn những lưu ý quan trọng không thể bỏ qua khi ăn hạt rẻ Hạt rẻ có chứa hàm lượng carbon 2Z và năng lượng cao, do đó chỉ nên ăn với lượng vừa phải, khoảng 50-70 gram mỗi tuần. Nếu ăn quá nhiều dễ đầy bụng và tăng cân. Người cao tuổi có chức năng tiêu hóa kém không nên ăn nhiều hạt rẻ. Trẻ nhỏ có thể bị hóc khi ăn hạt rẻ vì vậy bố mẹ nên cẩn trọng. Ngoài ra cần tránh cho trẻ ăn quá nhiều kẻo bị khó tiêu. Vì năng lượng của hạt rẻ tương đối cao, người bị bệnh tiểu đường hạn chế đến mức thấp nhất, nhé. đặc biệt là không nên ăn hạt rẻ giang đường. Người bị bệnh dạ dày cũng cần phải hạn chế ăn hạt rẻ. Việc ăn quá mức sẽ làm sản sinh nhiều axit dạ dày, làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, từ đó dẫn đến xuất huyết dạ dày. Vì hạt rẻ chứa thành phần tinh bột là chủ yếu, ít chất xơ nên ăn nhiều có thể gây táo bón, người mắc chứng tiêu hóa cần cẩn trọng. 7 thực phẩm giàu canxi hơn sữa bò, chăm ăn giúp xương chắc khỏe, hạ mỡ máu, bổ tim đều sẵn ở Việt Nam. Có những loại thực phẩm rất thông dụng nhưng chứa nhiều canxi hơn cả sữa bò. Khi nhắc tới thực phẩm giàu canxi, mọi người thường nghĩ ngay tới sữa bò. Thật vậy, sữa bò là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, một cốc, khoảng 236ml sữa bò loại ít béo cung cấp 314mg canxi. Hiệp hội Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA cho biết lượng canxi này tương đương với 24% lượng canxi cần thiết mỗi ngày. DV Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, NIH, Canxi là khoáng chất thiết yếu để duy trì hệ xương và răng khỏe mạnh. Canxi cũng giúp duy trì sức khỏe tim mạch, dây thần kinh và cơ bắp. Thế nhưng, sữa bò không phải là thực phẩm giàu canxi nhất. Dưới đây là 7 loại thực phẩm có hàm lượng canxi cao hơn một cốc sữa bò. Tất cả dữ liệu về dinh dưỡng đều được cung cấp bởi USDA và FDA. 1. Đậu phụ một cốc, tương đương khoảng 240 gram, đậu phụ có chứa 506mg canxi, 39% dV. Đậu phụ là loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật ít chất béo, không chứa cholesterol, giàu protein. Nhờ vào hàm lượng canxi cao, đậu phụ là lựa chọn tuyệt vời cho những người ăn chay và thuần chay. Đậu phụ được sử dụng trong nhiều món như súp, xào, hầm hoặc đơn giản là luộc lên và ăn trực tiếp. Hai, sữa chua. Một cốc sữa chua nguyên chất tách béo chứa 488 mg canxi, 38% DV. Giống như sữa, sữa chua tách béo là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời nhưng lượng canxi có trong sữa chua tách béo cao hơn lượng canxi có trong cùng một khẩu phần sữa bò. Khi ăn sữa chua, bạn nên chọn loại ít đường hoặc không đường và nên kiểm soát lượng thực phẩm ăn kèm, ví dụ như trái cây, để tránh nạp quá nhiều năng lượng. 3. Sữa hạnh nhân Một cốc sữa hạnh nhân không đường chứa 449mg canxi, 35% dV. Sữa hạnh nhân có hàm lượng canxi cao là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho sữa có nguồn gốc động vật hoặc các loại sữa hạt khác. Tuy nhiên, so với sữa bò và sữa đậu nành, lượng protein trong sữa hạnh nhân thấp hơn đáng kể. Ước tính, một cốc sữa hạnh nhân chỉ có chứa 1 gram protein. 4. Hạt hạnh nhân Một cốc hạt hạnh nhân nguyên chất chứa 385mg canxi, 30% dV. Hạnh nhân nguyên chất rất giàu canxi. Loại hạt này cũng có chứa nhiều chất béo lành mạnh, chất xơ, magie và vitamin E. Mặc dù một cốc hạnh nhân có lượng canxi cao hơn một ly sữa bò nhưng nếu ăn hết số lượng này cùng một lúc lại là quá nhiều so với một khẩu phần ăn thông thường. Mỗi lần ăn hạnh nhân, mọi người chỉ nên ăn một nắm tay. Lượng ăn này cung cấp khoảng 13 gram chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa. Cả hai loại chất béo này đều giúp giảm mức cholesterol xấu, LDL, đồng thời giảm được nguy cơ mắc bệnh tim. Bạn có thể thêm hạnh nhân vào sinh tố, salad hoặc ăn như một món ăn nhẹ. 5. Sữa yến mạch một cốc sữa yến mạch chứa 350mg canxi, 27% dV. Sữa yến mạch phù hợp cho những người không dung nạp gluten hoặc bị dị ứng với gluten. Loại sữa này cũng có thể có lợi cho tim và xương. 6. Phô mai sơ gel 42,5g phô mai sơ gel chứa 333mg canxi, 26% dV. Phô mai sơ gel không chỉ giàu canxi mà còn chứa nhiều lợi khuẩn có lợi đối với hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Bạn có thể sử dụng phô mai mozzarella linh hoạt trong nhiều món ăn như mì ống, pizza hoặc salad. 7. Cá mòi đóng hộp. 106g cá mòi đóng hộp còn nguyên xương và dầu chứa 351mg canxi, 27% DV. Cá mòi rất giàu omega-3, một axit béo quan trọng đối với sức khỏe não bộ, tim mạch, mắt. Cá mòi cũng là một trong số ít các thực phẩm giàu vitamin D, sắt, vitamin B12, vitamin E, magie và kẽm. Đối với cá mỏi đóng hộp, bạn có thể ăn được cả phần xương cá. Chính vì thế, lượng canxi bạn nhận được sẽ cao hơn. Bạn có thể thêm cá mỏi vào salad, bánh mì và mì ống. Nguồn Eating well, heo lai, làm gì Hai loại củ là sát thủ của ung thư, vị thì ngon giá lại rẻ bèo, ăn một ít mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh xa căn bệnh này. Để phòng ngừa ung thư, chế độ sinh hoạt tốt là điều cực kỳ quan trọng đặc biệt là chế độ ăn uống bạn hãy nhớ thường xuyên ăn hai loại củ có thể giúp ngăn ngừa ung thư này ung thư xuất hiện là kết quả hoạt động của tế bào ung thư bản thân cơ thể con người đã có tế bào ung thư nếu bị ung thư ở các giai đoạn sau thì khả năng chữa khỏi hầu hết là không cao trong khi đó một khi tế bào ung thư đang hoạt động ở giai đoạn đầu nếu kịp thời khống chế thì có thể chữa khỏi do đó chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến một số triệu chứng ung thư giai đoạn đầu để phòng tránh ung thư phát sinh tốt hơn một số thực phẩm có tác dụng phòng chống ung thư rất tốt, ăn nhiều có tác dụng nhất định. Phòng tránh ung thư là việc mà mỗi chúng ta nên làm, vì vậy hiểu biết nhiều hơn về phòng chống ung thư là điều cần thiết. Ăn nhiều hai loại củ này vừa có tác dụng phòng chống ung thư, vừa có tác dụng bồi bổ cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Một, khoai lang. Khoai lang là một loại thực phẩm rất phổ biến trong cuộc sống, nhiều người cũng thích ăn khoai lang, ăn rất ngon và có tác dụng bồi bổ cơ thể con người rất tốt. Khoai lang giàu chất dinh dưỡng Đồng thời có khả năng ức chế tốt sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể. Cụ thể, nó giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thu của dạ dày. Khoai lang cũng có tác dụng nhất định trong việc giảm cân, ngăn ngừa nguy cơ thừa cân béo phì, cũng là một trong những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến ung thư bằng cách làm giảm hoạt động của tế bào ung thư và ngăn ngừa hiệu quả ung thư vú và ung thư ruột kết thường xảy ra ở phụ nữ. 2. Củ cải Củ cải là một loại thực phẩm rất thông dụng trong cuộc sống. Thường xuyên ăn củ cải rất tốt cho dạ dày, đồng thời có thể tăng khả năng miễn dịch của cơ thể, nên có tác dụng bồi bổ cơ thể rất tốt. Nếu bạn thường xuyên ăn một số thức ăn mặn, sẽ làm tăng axit ni trích trong cơ thể, điều này sẽ gây ra các vấn đề trong hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta. Củ cải bản thân nó cũng có tác dụng ức chế sản sinh tế bào ung thư, giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Sự xuất hiện của bệnh ung thư là nỗi kinh hoàng đối với nhiều người, vì vậy cần phải ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh ung thư. Chú ý hơn trong cuộc sống hàng ngày, thường xuyên ăn một số thực phẩm chống ung thư. Nguồn và ảnh Sohu, ít dít Hai món ăn vặt bí mật hủy diệt tuyến tụy của bạn, dù nam hay nữ cũng nên ăn ít đi để phòng bệnh tiểu đường. Trong cuộc sống hối hả, lối sinh hoạt của con người thay đổi, trong đó có cả những thói quen ăn uống ảnh hưởng đến tuyến tụy. Theo dữ liệu mới nhất do Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế, IDF công bố, tính đến năm 2021, ước tính có khoảng 537 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh trên toàn thế giới. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên 783 triệu người vào năm 2045. Tuy nhiên có đến một nửa số người bệnh đái tháo đường, tiểu đường không được chẩn đoán. Nhiều người đang sống với bệnh tiểu đường tuyết 2 trong một thời gian dài mà không nhận biết được tình trạng bệnh của mình. Đến khi được chẩn đoán, bệnh thường đã xuất hiện các biến chứng. Tuy vậy, 70% trường hợp tiểu đường tuyếp 2 có thể được phòng ngừa hoặc trì hoãn nhờ thực hiện các lối sống khỏe mạnh. Nhiều người thường hỏi bác sĩ, tại sao tôi lại mắc bệnh tiểu đường loại 2 khi còn trẻ như vậy? Các loại bệnh tiểu đường đều có liên quan đến tuyến tụy không hoạt động bình thường. Thực tế, bệnh tiểu đường tuyếp 2 có liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt không lành mạnh, bao gồm cả việc ăn uống. Tuyến tụy của chúng ta được chia thành hai phần, ngoại tiết và nội tiết. Tuyến ngoại tiết bao gồm các tuyến nang và ống dẫn. Các tuyến năng tiết ra dịch tụy và ống dẫn là kênh mà dịch tụy được thải ra ngoài. Tuyến nội tiết bao gồm các nhóm tế bào có kích thước khác nhau, đảo tụy. Các đảo tụy chủ yếu bao gồm 4 loại tế bào, tế bào A, tế bào B, tế bào D và tế bào PP. Insulin mà cơ thể chúng ta cần được tiết ra bởi các đảo tụy. Nếu tuyến tụy có vấn đề và chức năng của các đảo tụy bị hạn chế thì đặc biệt dễ mắc bệnh tiểu đường. Trong cuộc sống hiện đại, nhịp sống hối hả khiến con người phải cố gắng theo kịp điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với áp lực nhiều hơn kéo theo lối sinh hoạt thay đổi trong đó có cả những thói quen ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tuyến tụy dưới đây là hai món ăn vặt đang âm thầm hủy diệt tuyến tụy của bạn bất kể là nam hay nữ hay ăn ít lại một đồ ăn chứa nhiều đường tiến sĩ lưu bo Dừng, chủ tịch hiệp hội dinh dưỡng di truyền và y học chức năng đài loan trung quốc là khách mời chuyên gia trong các chương trình về sức khỏe trong một chương trình về chủ đề ung thư tuyến tụy, tiến sĩ Lưu đã khiến rất nhiều người xem bất ngờ khi chia sẻ một ca bệnh đặc biệt. Đó là một người đàn ông gần 50 tuổi, không uống rượu, chưa từng hút thuốc, chăm tập thể dục nhưng lại bị mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 3. Điều này khiến ngay cả bản thân bệnh nhân cũng rất ngạc nhiên. Mặc dù bất ngờ và đau đớn, nhưng cuối cùng bệnh nhân vẫn phải chấp nhận sự thật rằng thói quen ăn nhiều đồ ngọt của mình chính là nguyên nhân gây bệnh. Tiến sĩ lưu cho biết, tiêu thụ đồ ngọt ở mức độ vừa phải với lượng đường ở mức cho phép thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng nếu tiêu thụ quá mức trong thời gian dài thì sẽ để lại những tác động xấu, đặc biệt là tăng nguy cơ mắc các bệnh về rối loạn chuyển hóa. Ung thư hệ tiêu hóa như là ung thư gan, ung thư tuyến tụy, ung thư trực tràng hay ung thư dạ dày. Thủ phạm gây ung thư tuyến tụy là tình trạng rối loạn trong quá trình chuyển hóa đường glucose, khiến tuyến tụy sản xuất quá nhiều insulin. 2. Đồ ăn nhiều chất béo Ung thư tuyến tụy có thể bắt đầu ở bất kỳ vị trí nào trong toàn bộ tuyến tụy. Thật không may, căn bệnh này hiếm khi được phát hiện ở giai đoạn đầu nên tỷ lệ chữa khỏi khi phát hiện ra là rất thấp. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung tâm Ung thư Dâu Gồ của Đại học Michigan, Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng những người ăn một chế độ ăn nhiều chất béo làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển bệnh. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communication do tiến sĩ Im đứng đầu cho thấy chế độ ăn giàu chất béo bão hòa chuỗi giải thúc đẩy sự phát triển của ung thư tuyến tụy, không phụ thuộc vào bệnh béo phì. Nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ này còn tăng lên nếu chất béo trong chế độ ăn có nguồn gốc từ động vật. So với những người tiêu thụ lượng chất béo thấp nhất, những người nạp lượng chất béo cao nhất có nguy cơ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy cao hơn 23%. Và những người ăn nhiều chất béo bão hòa có nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy cao hơn 36%. Một số thực phẩm giàu chất béo cần tránh để giảm nguy cơ mắc bệnh bao gồm thịt mỡ, các sản phẩm thịt bao gồm cả xúc xích, bơ, sữa và mỡ lợn, phô mai, đặc biệt là phô mai cứng như phô mai cheddar, kem, kem chua và kem bơ. Thói quen ăn uống bất cẩn theo thời gian sẽ khiến càng ảnh hưởng tuyến tụy, dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tăng cao nếu không cẩn trọng trong ăn uống thì dù dùng bao nhiêu loại thuốc hạ đường huyết cũng không có tác dụng